Quý vị biết là ngày xưa khi thầy ở Nhật, cái lần đầu tiên mà khi thầy đến ấy, thì trước khi thầy đi sang Nhật học, người ta họ nói rằng là các tu sĩ Nhật là tấn tăng. Quý vị nghe từ đó chứ? Nghe rồi hả? Và tấn tăng có nghĩa không tốt chút nào, có nghĩa là các vị đó họ lập gia đình rồi, họ là không phải là giống như các vị tu sĩ của mình. Thế là thật sự ra thì khi thầy đi du học á, thì thầy qua Nhật học, và lúc bấy giờ trong đầu của thầy ấy, là cứ nghĩ là những vị đó không tốt. Quý vị biết rằng là một khi mà mình đã nghĩ ai không tốt á, thì cái điều đầu tiên đó là mình sẽ tách lìa họ, đúng không? Mình gần được với họ. Thứ hai nữa là mình không học được gì từ họ cả, phải không? Bởi vì mình cho họ xấu rồi, mình đeo cái kiện vô thì tự nhiên mình thấy màu khác à, phải không? Cho nên cái chấp thủ của con người, cái kiến thủ của con người nó dễ sợ. Quý vị có tin không? Thầy ở đó 2 năm trường, do vì cái kiến thủ đó mà thầy không gần gũi được với các vị tu sĩ của Nhật. Mặc dù thầy ở ngay trong ngôi chùa của Nhật, hàng ngày mình vẫn tiếp xúc, nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng cái vị đó không tốt. Và khi mình nghĩ vị đó không tốt thì tự nhiên mình cách xa họ, và mình học được gì của họ. Nhưng mà sau này khi mình hiểu được rồi thì mình mới thấy là mình là người có tội. Bởi vì mình cho họ xấu thì có lẽ là cái đầu tiên là mình là xấu trước hết cái đó, đúng không? Cho nên đừng cho ai xấu hết đấy, phải không ạ? Khi thầy tiếp xúc dần dần, thầy lột cái lớp lớp mà kiến chấp đó đi rồi ấy, thì bắt đầu thầy đến gần với họ, đến gần để học những cái gì mà họ có, học bất cứ mọi cái. Có nghĩa là lúc đó mình còn là những cái gì của mình nữa hết, mình quên, đánh quên để hòa nhập vào họ. Cho nên cái hòa nó rất quan trọng. Cái chữ Yamato và chữ Đại Hòa của Nhật ấy, ngày xưa người Nhật có chữ gọi Đại Hòa, thì chữ hòa đó là một trong những cái tinh thần của lục hòa của Phật giáo. Cho nên ấy, phải hòa mới tồn tại. Nhưng mà hòa mà không đồng, bởi vậy cho nên ấy, với người Nhật ấy, thì họ đi đến bất cứ nơi đâu họ đều cúi đầu, họ cúi đầu sát đất. Hồi mới đầu thầy quá, thầy không quen cái cúi đầu đó, thầy không quen một cúi đầu đó. Và quý vị phải nhớ rằng là cái cúi đầu nó giá trị vô cùng. Họ cúi đầu đến nỗi mà cái con người mình nằm ngang như thế này, cái mặt mình nó nhìn thấy trên dưới mặt đất, họ cúi đến sát như vậy. Cúi đầu là một hình thức để dẹp bỏ cái tự ngã của mình, để đánh quên mình không là gì cả. Cho nên một trong những hình thức mà khi đối diện trước Đức Phật là mình phải cúi đầu là vậy. Và quý vị có tin không, những cái nhà mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, hoặc là những nhà mà nhà rường, nhà cổ ngày xưa, thì cái mái nó rất thấp. Chùa chiền cũng thế thôi, bây giờ thì chùa mái cao đâu nên nó khác. Chứ ngày xưa là mái rất thấp. Vì sao? Bởi vì cái mái nó càng thấp bao nhiêu, bên trong nó mới thâm u, bên trong nó mới có vẻ rất là linh thiêng. Và đặc biệt nhất là cái đối tượng, cái người mà đi vào chiếm bãi đó phải cúi đầu, phải cúi đầu mới đi vào trong đó được, có hiểu không ạ? Có nghĩa người đó phải đánh quên họ không là gì cả, họ không phải là đại gia, họ không phải là bất cứ cái gì cả, bước vào trước Phật thì phải cúi đầu. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cho nên kết cấu của tất cả những cái của tiên nhân ngày xưa chúng ta đều có ý nghĩa của nó. Và tinh thần của người Nhật là một cái tinh thần của cúi đầu. Cho nên vì vậy mà sau này khi học được của người Nhật, mình mới hiểu được rằng là tất cả đều là một cái giá trị to lớn. Khi người ta họ đón nhận một cái gì mà người ta họ biểu tặng thì họ đều để trên đầu này. Và họ nói một từ gọi là chô đài itashimasu. Chô đài bên tiếng Hán gọi là đặt đợi. Đặt là cái đến đâu, đợi là để trên đâu. Có bao giờ mình nhận cái vật chi mình để trên đâu không? Phong tục Việt Nam mình có.
Nhưng phong tục người Nhật là đặt đợi để trên đầu. Cái đầu này linh thiêng lắm. Mà để trên đầu rồi thì có nghĩa là bày tỏ cả một sự trân trọng vô cùng to lớn của mình đối với cái tâm mà của người ta đem đến cho mình. Ngày mỗi ngày hãy tập cái đó để sống, để biết trân trọng về tất cả những gì mình có. Thầy đang tập cho các Phật tử ở nơi của thầy chép kinh. Và ngày mỗi ngày ngồi xuống chép kinh, thầy đều khuyên họ một điều là phải biết cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn trời đất, cảm ơn hết tất cả mọi giá trị, và cảm ơn Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thân Hộ Pháp đã cho con có thêm được một ngày để con ngồi xuống đây mà chép kinh. Quý vị cũng thế, phải biết cảm ơn để được ngồi đây, để mà được lắng nghe Pháp, để được học. Chúng ta không biết ngày mai nó như thế nào. Và đó là điều mà ai cũng phải từ nhìn nhận và phải hiểu rõ điều đó. Mà khi đã thấm ở trong cái đó rồi, chúng ta sống mầu nhiệm lắm. Chúng ta sống tuyệt vời lắm. Bởi vì lúc đó nó không còn ý nghĩa, không còn cái gì quan trọng đối với mình cả. Bất cứ những cái gì xảy đến với mình đều vô nghĩa. Thì có như vậy mới được cái gọi là tự tại. Có như vậy mới được cái gọi là tự tại và vô ngại. Cho nên ngày nào mình tùng tự tại vô ngại đại bi tâm đa la ni, mà có tự tại không? Có vô ngại không? Ngày nào cũng sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà có sắc tức thì không, có không tức thì sắc được cái nào không? Cả một cục phiền não, cả một cục từ ngã đầy dậy, có được cái gì? Kiếp nhân sinh nó vẫn trôi hoài trôi mãi như thế, có tháo thức, có thổn thức, có nhức nhối với kiếp sống này không? Kiếp người phải vậy, phải tháo thức, phải nhức nhối. Cho nên những khoảnh khắc mà quý vị đến được học ở tại trường để được ngồi là những khoảnh khắc mầu nhiệm, và chưa chắc ngày mai chúng ta đã có được. Biết bao nhiêu người vô thường, biết bao nhiêu chuyện xảy đến, dễ sợ lắm, kinh hoàng lắm. Cho nên kính thưa quý vị, vâng, những lúc chúng ta được ngồi lại nơi đây để được lắng nghe Phật Pháp, để được học Phật Pháp, đó là cả một trân trọng lớn trong cuộc đời chúng ta. Cho nên ngày xưa chư vị tổ đức, cả ngài phát một tâm nguyện lớn vào tu tập, là phải phát nguyện lớn, phát một cái đài nguyện lớn để cứu độ chúng sanh. Cho nên muốn cứu độ chúng sanh thì phải học Phật Pháp, phải tu tập, phải chứng đạt. Phải như thế nào đó thì mới có thể cứu độ chúng sanh. Còn không, người ta đang đau khổ. Có người họ đang đau khổ và họ thấy mình đến Bồ Đề Phật Quốc học, họ thích quá, nhưng mà họ không đến học được. Cho nên họ gặp mình và họ tâm sự những cái điều mà họ đang đau khổ, những cái điều mà họ mong muốn mình được dồi cho họ một cái giọt nước từ bi, hoặc là khai sáng cho họ để họ mở ra một cái con đường để họ đi. Nhưng mà mình nghe họ nói, bỗng nhiên mình nhức cái đầu quá, mình làm được cái thùng rác, cho nên mình đuổi họ đi. Mình nói, thôi thôi thôi, tôi quá đừng nói nữa, tôi nghe tôi nhức đầu quá. Phải không? Thì lúc đó mình sẽ tự nhiên làm sao? Mình ngăn chặn lại cái tư tưởng, ngăn chặn lại cái thiền căn. Cho nên chúng ta học Phật Pháp là phải phát nguyện. Phát nguyện chứ, phát nguyện đồ sanh. Mà muốn đồ sanh thì trước hết phải đồ mình kìa. Đồ mình thì phải đoàn tận, phải từ từ đoàn chuyển hóa những phiền não khổ đau trong chính mình. Đặc biệt nhất là từ ngã. Khi từ ngã này mà nó rơi rụng thì kính thưa quý vị, mọi cái nó sẽ được giải quyết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang cái phần gọi là sau khi ngài Không Hải Đại Sư, sau khi ngài tội trần, ngài đã lên đích thân dẫn môn đệ của ngài đến để đầu sư với ngài Không Hải Đại Sư. Thì kính thưa quý vị, sau đó thì chúng ta đọc học về phần trước, chúng ta thấy rằng là những cái khắc khoải, những cái tháo thức của ngài để mong sao có được một giới đàn độc lập.
Nhưng mà đôi khi quý vị biết rằng nếu đầy đủ phước đức nhân duyên thì cái giới đàn thành tựu cũng giống vậy. Ở giữa đời này có biết bao nhiêu các vị tổ sư, các ngài muốn làm cái này, các ngài muốn xây dựng chùa chiền, các ngài muốn làm một việc nọ để cho nó được thành tựu. Nhưng trong suốt cuộc đời của ngài không được thành tựu, mà mãi cho đến khi ngài ra đi khi đó mới thành tựu. Cho nên trường hợp của ngài tuổi trừng vậy, sau khi ngài mất thì lúc đó mới có chiếu chỉ của Thiên Hoàng truyền đến cho phép lập giới đàn đại thừa. Thì những người đệ tử của ngài sau này là những nhân vật kế thừa cái di chỉ của thầy để mà làm phát triển cái giáo học Thiên Thai. Cho nên là vì vậy, một trong những cái nhân vật mà phải nói rằng là rất là giỏi, rất nổi tiếng của ngài đó là ngài Viên Nhân. Thì những nhân vật này phải nói rằng là đối với lịch sử Phật giáo Nhật Bản nó đóng vai trò rất quan trọng. Cho nên khi mà ngài Viên Nhân đến đầu sư làm đệ tử của ngài Tối Trừng thì phải nói rằng là ngài Tối Trừng ngài đã biết đây là một pháp khí của Phật giáo. Cho nên sau khi ngài Tối Trừng qua đời thì ngài Viên Nhân là cái người kế thừa ngài Tối Trừng. Bởi vậy cho nên ngài Viên Nhân cuộc đời của ngài là ngài xuất gia với ngài Tối Trừng, và sau khi thọ giới cụ túc lúc mà 23 tuổi, ngài khép mình ẩn tu trong núi suốt 12 năm trường, đến năm 35 tuổi mới đến thuyết giảng về pháp hoa ở Pháp Long Tự, rồi tuyên dương diệu nghĩa của kinh này ở Tử Thiên Vương Tự và tiến hành bộ giáo ở địa phương phía Bắc. Phần lớn cái lịch sử của các ngài mà tổ có một điểm chung nhất mà thầy đọc khá nhiều, thầy thấy đó là gì? Các ngài đều ẩn tu cả. Cái gì gọi là ẩn tu? Có nghĩa là các ngài không có đi ra ngoài. Đôi khi quý vị biết là đây, trường hợp mà ngài ẩn tu trong núi suốt 12 năm, có nghĩa là 12 năm trường ngài không hề hạ sơn. Có nghĩa là không bao giờ xuống núi, ẩn tuột trên núi. Cho nên vì vậy trong các ngữ lục của các vị thiền sư, những cái câu chuyện ngày xưa là các ngài ở tu ở trong núi, mà thậm chí là các ngài tình khẩu, có nghĩa là cái miệng mà không nói đến nỗi người ta hư cấu rằng là rễu nó mọc ở trên miệng luôn. Cái khẩu nghiệm tuyệt vời ở chỗ đó. Có nghĩa rằng là, mà hơn nữa, bây giờ ở trong núi mà nếu không có người thì nói với ai đấy? Tất nhiên quý vị sẽ trả lời là nói về cây cối chứ đúng không? Nói về núi rừng chứ đúng không? Và đương nhiên nói về các vị khuất mặt chứ đúng không? Đúng. Bởi vậy cho nên ông Tô Đông Pha ngày xưa quý vị chắc biết ông Tô Đông Pha đúng không? Ông Tô Đông Pha ngày xưa ông đã từng phải nói rằng là đến thọ giáo với ngài Phật Ấn. Mà đi khi đến thọ giáo với ngài Phật Ấn thì ông mới đi tìm vị thầy đại học. Và thật sự ông Tô Đông Pha là một vị thí sĩ, là một cái con người về giáo lý Phật giáo ông rất là giỏi. Và ông là cái người tự ngạo rất lớn. Bởi vì ông hiểu biết Phật giáo nhiều quá, hiểu biết về giáo lý quá nhiều, hiểu biết mà ông không hành. Cho nên bởi vậy quý vị biết rằng là ông đến thọ giáo và ngài Phật Ấn, xong cuối cùng là ông đi khắp cùng hết chỗ thiền lắm, ông đi chỗ này chỗ nọ, nghe ngài này nổi tiếng là đến để mà thọ giáo ngài này, nghe ngài này nổi tiếng là đến thọ giáo. Nhưng do vì ông mang theo một cái từ ngạo quá lớn, cho nên đến đó thọ giáo xong chê ngài này không ra chi, chê ngài nọ ra chi, chê ngài kia ra chi. Thế rồi quý vị biết, một hôm cuối cùng đi khắp cùng hết tất cả, học ai được sống chứ cả, nhưng mà tâm ngài muốn tu, nhưng mà vì ngài không xả cái từ ngạo của ngài, cho nên cuối cùng ngài quay trở về với ngài Phật Ấn. Và khi quay trở về với ngài Phật Ấn thì ngài Phật Ấn biết được cái tâm của vị này. Cho nên khi biết được cái tâm của vị này thì ngài Phật Ấn ngài mới dạy cậu như thế này: thôi cư sĩ đi ra
mà quản cái công án gọi là vô tình thuyết pháp. Quý vị nghe giúp cho thầy cái chữ này. Hữu tình thuyết pháp còn dễ nghe, vô tình thuyết pháp nghe nổi không? Những vật vô tri vô giác thuyết pháp quý vị nghe nổi không? Phải tĩnh tâm mới nghe được, đúng không? Phải lắng lòng nghe được. Thế còn không thôi nghe được đâu. Thì ngay ông Tô Đông Pha trời phải nói rằng là đúng là một vị mà phải nói rằng là một vị thầy đặc biệt. Cho nên là biết ông Tô Đông Pha ở mức nào đó mới nói ông là đi ra quảng công án gọi là vô tình thuyết pháp. Ông Tô Đông Pha vậy là ông nghe, lặng nghe, ông quyết tâm tu nè. Cho nên thôi, bây giờ đi khắp cả chốn tăng lắm cũng học ai được thôi, cuối cùng đi theo ngài này trở về. Thế là hàng ngày ông ra ngoài cái suối nước tĩnh tọa để quán cái gọi là vô tình thuyết pháp. Thì một hôm nọ vào khoảng 2-3 giờ khuya, tự nhiên đang ngồi vậy, thấm ngộ đó, bừng ngộ đó, nói hiểu rồi vô tình thuyết pháp là cái gì, hiểu rồi. Thì quý vị có biết rằng là các vị tổ ngày xưa, các vị đã đọc được hết, cả ngày chỉ ngồi cho nên đọc được hết tâm của người đệ tử, biết đệ tử cái tâm nghĩ sao, cho nên là biết được ông Tô Đông Pha ông chứng ngộ. Cho nên ngài ở trong thất, khi nào mà học trò mà chứng ngộ thì vào trong thất để trình cho vị thầy của mình cái gì, cái sở chứng của mình, cái sự chứng ngộ của mình. Cho nên là mới đi vào ở trong thất. Thì ông Tô Đông thì ngài Phật Ấn ngài đã mở cửa đó rồi, chờ đệ tử đi vào, hay chưa? Cái câu chuyện của thầy trò nó dễ thương vô cùng. Là ông bước vào, Tô Đông Pha ông nói: dạ thưa thầy, con đã ngộ rồi, con đã ngộ vô tình thuyết pháp rồi, bây giờ con xin trình lên thầy cái bài kệ vô tình thuyết pháp. Ngài Phật Ấn nói: ồ vậy hả, thế thì con nói đi. Thì lúc bây giờ ông Tô Đông Pha ông mới nói câu này như thế này. Ông nói bốn câu chữ hẳn rất hay. Mà trong các thiền môn, tỷ dụ như những ngôi chùa Trúc Lâm, những ngôi chùa Bảo Quốc, rồi chỉ các chùa ở Huế đều có mấy câu này. Đó là: khế thanh tiền thì quảng trường thiện, sớm sắc khởi phi thanh tình thân, già lai bản vàng tử thiên kệ, tha nhật như hà cước tờ nhân. Thầy giải thích quý vị nghe. Khế thanh là tiếng sủi reo, đúng không? Khế thanh tiếng sủi reo. Tiền thì quảng trường thiệt. Đó chính là quảng trường thiệt. Ở trong Kinh Pháp Hoa giải thích, ông là một nhà văn cho nên ông dùng từ độc lắm. Quảng trường thiệt là cái lưỡi rồng dài. Trong Kinh Pháp Hoa có dạy như thế này: mỗi lần trước khi Đức Phật thuyết pháp thì ngài hiền cái tượng lưỡi rồng dài. Có nghĩa là khế thanh tiền thì quảng trường thiệt, tất nhiên là cái tiếng sủi reo ấy chính là lời thuyết pháp của chư Phật, hay không? Trời ơi, mình mà phiền não đầy rẫy không tình tâm làm sao nghe được tiếng sủi là lời thuyết pháp chư Phật được, có phải không? Sớm sắc khởi phi thanh tình thân, màu sắc núi non không gì khác hơn, đó chính là pháp thân thanh tình của mười phương chư Phật. Trời ơi, tuyệt vời. Lên quý vị đến mùa thu, quý vị sẽ thấy là ở tại đấy, ở Washington DC hoặc các nơi, quý vị sẽ thấy là nó đổi màu, đúng không? Nhưng chưa đâu, quý vị sang Nhật quý vị sẽ thấy. Ngày xưa thầy học ở Nhật quý vị thấy là từ trên Tokyo mà đi về xuống Kyoto và các cái màn ở miền Bắc ở dưới kia, đi dọc sau đó quý vị sẽ thấy rừng núi đổi sắc theo từng khúc khúc như vậy, nó đẹp vô cùng. Nhưng mà với cái con mắt của bậc giác ngộ thì đó là chi? Đó là pháp thân thánh tình của mười phương chư Phật. Màu sắc núi nó không gì hơn, đó là pháp thân thánh tình mười phương chư Phật. Sớm sắc khởi phi thanh tình thân, già lai bạc vàng tự thiên kệ, đêm về nghe tám vàng bốn ngàn câu kệ. Trời ơi, nghe tiếng sủi réo không thôi mà tám vàng bốn ngàn câu kệ nơi mình
nghe vắng vặn bên tai này, thấy chưa? Nhiều người nào mà phiền não là cũng còn chỉ không thể nào ngồi nói tiếng sủi réo được đâu, nghe chập điếc lỗ tai lắm. Nhưng mà đã thể nhập vô đó đó rồi thì khi đó mới thấy được đó là lời kính tiện kệ của chư Phật, hiểu không? Già lai bạc vàng tự thiên kệ, tha nhật như hà cư tờ nhất, biết đến ngày nào mới nói cho người ta nghe được cái tâm sự giác ngộ này, thấy chưa? Cho nên mình nói rằng là ngày ngộ, khi mà Tôn Đức Phật đã ngộ ra rồi thì mới làm được bốn câu kệ đó, và đó là bốn câu kệ giác ngộ. Mình gọi là vô tình thuyết pháp, nó là cái gì? Thì đó, quý vị thấy rằng là những vị mà họ vô trong núi ẩn tú thì là họ đối diện với cái gì? Với thiên nhiên, với tất cả. Mà khi đã đối diện với thiên nhiên á, thì dần dần á, cái phiền não, cái ô trược của mình nó bắt đầu nó sạch dần đấy. Đó. Và rồi á, mình đi vào định, đi vào định để mà có một cái năng lượng. Và nếu theo ngôn ngữ của Mật giáo, đó là đạt đến cái gọi là tất địa, là thành tựu đó. Mà đạt đến tất địa thì họ sẽ có những khả năng. Thứ nhất, nhìn thấy, hiểu rõ được tâm người khác. Mà như trong những cái gọi là những cái thông của bên chỗ bên Phật giáo, đó là thiên nhãn thông, tha tâm thông, vân vân. Cho nên quý vị biết rằng là các vị ấy, họ phải khép bên vô trong núi ẩn tú cái đó. Cho nên ngài Viễn Nhân vậy, ban đầu là ngài vô trong núi ẩn tú, và tất nhiên trong quá trình ngài ẩn tú sống 12 năm trường đó thì ngài đã đọc, đã hiểu và đã thấm về kinh Pháp Hoa rồi. Vì vậy cho nên sau đó năm 35 tuổi ngài mới đến thuyết giảng về kinh Pháp Hoa ở Pháp Long Tự, rồi tuyên dương diệu nghĩa của kinh này ở Tứ Thiên Vương Tự và tiến hành bổ giáo ở địa phương phía Bắc. Sau đó ngài lại trở về núi ẩn cư ở vùng Hoành Xuyên mà tu luyện trong vòng 3 năm nữa. Câu chuyện này muốn nói đến một điều là ngài là cái vị mà chỉ muốn ẩn cư thôi, muốn ẩn tú thôi, và không hề muốn đi ra ngoài. Vào lúc 42 tuổi, ngài nhận được chiếu chỉ sang nhà Đường cầu Pháp, nhưng mà phải lưu lại ở Thái Tệ Phụ 2 năm. Mãi cho đến năm 838, ngài mới có thể rời Nhật sang Dương Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay của Trung Quốc. Trong thời gian trú tại Khai Nguyên Tự, ngài có học về Tất Đàm với Tông Duệ, về Mật Giáo với Toàn Nhã. Vì không có được sự hứa khả cho nhập quốc, nên năm sau ngài dự định trở về nước nhưng không được. Vì thế ngài phải phiêu lạc đến Pháp Hoa Viện ở huyện Văn Đăng thuộc vùng Đăng Châu. Sau ngài được tướng quân Trương Vịnh giúp cho xin được điệp tràng nhập quốc, và cuối cùng năm 840 ngài mới bắt đầu đi đến Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn là thánh địa của Thiên Thai Tông, và đó là cái nơi thánh địa của ngài Văn Thù Sư Lợi. Giữa đường ngài gặp Tiêu Khánh Trung truyền cho yếu chỉ của thiền, rồi chỉ viện và Huyền Giám là truyền cho yếu chỉ của Chỉ Quảng. Kế đến ngài đến thám bái linh địa của ngài Văn Thù và được truyền thọ hành pháp của niệm Phật Tam Muội. Đọc cái đoạn này chúng ta thấy ngài giống, rất giống ngài Tội Trưng ở một điểm. Mật Tông, ngài Tội Trưng ngài đã từng học qua Mật Tông, học về thiền, học về thiên thai, học về giới luật ở bên Trung Hoa. Thì bây giờ đấy ngài Viễn Nhân cũng vậy, ngài qua bên Trung Hoa cũng gặp các bậc cao đức của các cái tông phái đó truyền trao cho ngài. Quý vị phải nhớ rằng là bất cứ những cái gì mà nhân duyên giữa đời này đều đó đều có ý nghĩa của nó. Cho nên vấn đề ở chỗ là mình phải hiểu được rằng là mình đón nhận những cái đó thì mình phải hiểu là sứ mạng của mình phải làm cái gì với cái đó. Bởi vậy
Tao họ dùng cái câu gọi là trí thiên mạng. Trí thiên mạng phải biết, không phải là biết mạng của trời, mà biết được sứ mạng trời đất giao phó cho mình là cái gì, mình phải làm cái gì. Quý vị ngồi trong lớp này học thì phải hiểu được là sứ mạng mình đến đây học để rồi mình làm chuyện gì. Đó là điều quan trọng. Sau 10 năm lưu học ở Trung Quốc thì năm 847 ngài trở về nước. Bộ Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Ký gồm 4 quyển của ngài đã ghi lại tất cả hành trạng và những kiến văn của ngài trong thời gian 10 năm này. Ngài đã mang về nước một số kinh luận sớ gồm 589 bộ và 802 quyển. Năm sau, ngài trở về Tụy Giới Sơn nhậm chức truyền đăng đại pháp sư và khai sáng nên Pháp Hoa Tổng Trì Viện. Đến năm 854 thì làm tòa chủ của Dương Lịch Tự. Đây là chức tòa chủ đầu tiên được công xưng sau khi viên tịch. Năm 866, ngài được ban thủy hiệu cho là Từ Giác Đại Sư. Đó là trường hợp của ngài Viên Nhân. Thì một nhân vật mà phải nói là song song với ngài đó là ngài Viên Trân. Hai vị này rất đặc biệt, phải nói là hai cái ngôi sao sáng của ngài Tổ Trưng. Cho nên á, trường hợp ngài Viên Trân á, thì ngài kể thừa, ngài này cũng là một vị rất là thông minh lỗi lạc. Năm lên 10 tuổi đã thuộc lòng hết các luận ngữ, Hán thư, Mao thi vân vân. Quý vị biết là đây là những cái bộ gọi là kinh thi rất nổi tiếng của Trung Hoa. Thế đó mà ngài thuộc lòng hết. Ngài thuộc lòng hết trơn. Đối với những cái gọi là những cái môn học ở ngoài đời ngài rành hết. Cũng giống vừa rồi thầy dạy về ngài Long Thọ, là các bộ kinh Vệ Đà của Ấn Độ và các cái gọi là các cái thuật ở ngoài đời, tỷ dụ như là chiêm tinh, bói toán vân vân, ngài đều rành hết. Cho nên vì vậy quý vị biết rằng là những vị tổ đức ngày xưa mà để mà hoàng pháp á, thì các ngài phải biết hết những cái vấn đề học. Tỷ dụ như trong cái bộ mà thầy viết về ngài tổ gọi là ngài Tổ Giác Tiên, người sáng lập ra An Nam Phật Học Hội của Huế, của miền Trung. Ngày xưa ngài rất là giỏi, và đến nội là ở trong đài nội á, là thường xuyên tổ chức những cái đoàn trang á, thì ngài là cái người mà thường đến đó để mà làm những cái nghi lễ, tổ chức những nghi lễ, đặc biệt là làm những cái công văn trong triều đình. Mà quý vị biết khi công văn là viết những văn thư, viết những cái cấu chữ nghĩa, mà vào ở trong cung nội mà viết cấu chữ nghĩa mà sai một cái là mệt đó. Thế đó mà ngài viết sau đó, mà ở trong đó người ta họ rất là thán phục ngài. Cho nên phải biết được rằng là cái trí tuệ của những vị ngày xưa rất là siêu phàm. Cả ngài vậy. Trường hợp ngài Viên Trân ở đây cũng vậy. Ngài rất là lỗi lạc. Năm lên 15 tuổi, ngài được người chủ dẫn lên Tụy Về Sơn theo hầu Nghĩa Chơn. Ngài rất nổi tiếng với tài hùng biện của mình, nên được vua Nhân Minh Thiên Hoàng sung vào chức gọi là Thập Thiền Sư. Sau trở thành nội cũng phụng Thập Thiền Sư trong cung nội. Năm 853, ngài sang nhà Đường cầu Pháp, lưu lại bên đó 5 năm, học chủ yếu tống yếu của Thiên Thai ở Thiên Thai Sơn và mật giáo ở Trường An và trở về nước. Cái chi tiết này cho chúng ta một điều. Khi ngài Tổ Trưng á, ngài còn sống á, ngài đã thao thức trong cái việc làm sao cho đồ chủng của mình tồn tại. Mà muốn đồ chủng của mình tồn tại mà nếu mà chỉ xiên bả về cái Thiên Thai không thôi á, thì không thể nào tồn tại. Bởi vì cái yêu cầu của đại chúng đương thời bên là cầu đạo. Cầu đạo có nghĩa là yêu cầu về cầu nguyện, về các cái nghi lễ này nọ. Mà bây giờ chỉ học về Thiên Thai không được, cho nên là phải học về mật giáo nữa để mà thực hiện các nghi thức, nghi lễ. Đó, quý vị thấy. Đó là lý do vì sao mà khi ngài Viên Trân sang nhà Đường cầu Pháp á, thì đó, ở nơi đây mình nói rất rõ rằng là ngài học chủ yếu về Thiên Thai, giáo học ở trên Thiên Thai Sơn và về mật giáo ở Trường An. Sau đó ngài đã lập đàn gọi là Đại Bi Thái Tạng Quảng Đạnh ở tại Nhân Thọ Điện trong cung nội. Khi ấy Thanh Hòa Thiên Hoàng, Nhiếp Chỉnh Đại Thần Đặng Nguyên Lương Phòng và hướng 3 người khác đã nhập đàn để thọ lễ Quảng Đạnh.
Quý vị hiểu cái chữ quán đảnh rồi đó. Cái quán đảnh đổi mật giáo rất quan trọng. Quán đảnh, quán là rưỡi, rưỡi nước, đảnh là cái đỉnh đầu, rưỡi nước ở trên đỉnh đầu. Đó là cái phép của bên mật giáo. Nhưng nếu nói theo ngôn ngữ của đại thừa, đó là làm lễ quy y chứ không có gì cả. Thâu nhận làm đệ tử chứ không có gì cả. Cho nên với một cái vị mà muốn để tu tập, muốn trở thành là đệ tử của mật tông thì vì đó bắt buộc phải vào trong thân, có nghĩa là vào cái chỗ của thầy, được thầy chấp nhận cho làm lễ quán đảnh, thì khi đó vì đó mới được trở thành đệ tử mật tông. Đó. Thì đương thời lúc bây giờ quý vị biết rằng là ngay cả Thiên Hoàng, Thánh Hòa Thiên Hoàng, rồi những vị nhiếp chính đại thần là những vị quan lớn ở trong triều đó, và hơn 30 người khác đã nhập đàn, có nghĩa là những vị này đã đến để làm lễ quy y theo ngài. Hơn nữa ngài còn lập các đàn khác chuyên tâm cầu nguyện cho quốc tổ an linh nhân dân thái bình. Năm 866, Viên Thành Tự được trở thành Thiên Thai Biệt Viện, và Viên Trân được cử làm chức biện đương đời đầu tiên của chùa này. Năm 55 tuổi, ngài được triều đình chính thức cử làm Thiên Thai Tòa Chủ đời thứ 5. Chính sự việc này đã bắt đầu nảy sinh ra sự ràng nứt ở trong nội bộ Thiên Thai Tông về chức tòa chủ, mà chủ yếu là giữa hai phe môn đồ của Viên Nhân và Viên Trân. Hai vị này, quý vị biết rằng là hai vị này là đương nhiên là hai cái ngôi sao sáng, nhưng mà do vì nó sáng quá cả hai vị, cho nên cuối cùng hai bên tranh giành nhau và sinh ra đối lập lẫn nhau. Đó. Bởi vậy cho nên đôi khi ở đây nó có ở chỗ đó. Tất nhiên là hai vị mà tồn tại song song, người ta gọi là trong một rừng mà có hai con cọp là mệt lắm. Thì phải một con thôi. Cho nên là vì vậy mà sanh ra những cái gọi là đấu tranh, những cái gọi là phân phải. Bởi vì Viên Trân không phải là đệ tử thuộc dòng trực tiếp của Tổ Trừng, mà là đệ tử của Nghĩa Chơn. Đó. Gọi là đệ tử trực tiếp của thầy, rồi đệ tử không trực tiếp. Tại dù như có một người đệ, có một người vì nào đó ở một cái chùa nào đó được gửi đến để mà tu học ở nơi đây, rồi vì đó không phải là đệ tử trực tiếp của vị này, nhưng mà rất là xứng đáng, rất giỏi. Cuối cùng hai bên cạnh tranh nhau, quý vị thấy đó. Chấp nhau trong cái chuyện gọi là vị này là đệ tử của thầy, còn vị này không phải là đệ tử của thầy. Tại dù như vậy à. Ngài đã trụ chức này trong vòng 24 năm trường, lãnh đạo đồ chúng tạo dựng các đường tháp và làm cho tông phái thống nhất cả trong lẫn ngoài. Ngài thì tịch lúc 78 tuổi, được ban thì hiệu là Trí Chứng Đại Sư. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng Viên Nhân thì có công trong việc xác lập Phật giáo hiện nhật của Thiên Thai, còn Viên Trân thì có công trong việc phát triển mật giáo của Thiên Thai. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là hai vị này có một cái công rất lớn đối với Thiên Thai Tông ở Nhật Bản. Một vị là xác lập cái Phật giáo hiện mật của Thiên Thai, còn một vị là có công rất lớn trong việc phát triển về mật giáo Thiên Thai. Sau khi Viên Trân qua đời, các đời tòa chủ kế tiếp từ đời thứ 6 đến thời thứ 13 còn lại đều là xuất thân môn đệ của ngài. Đặc biệt trong đó có ngài Tăng Mạng, tòa chủ đời thứ 10, là người rất giỏi về giá trị chủ thuật cầu đạo. Quý vị thấy là đó. Cho nên để mà coi như là hoàng pháp thì phải nói rằng là bắt buộc phải làm sao tu về mật tông. Cho nên ngay trong Thiên Thai quý vị học phải tu mật tông. Bởi vậy cho nên ngài Tăng Mạng là thuộc về tông phái của Thiên Thai, chứ không phải thuộc về của là bên chỗ Chân Ngôn Tông. Thế đó mà rất giỏi về giá trị chủ thuật cầu đạo. Đó. Như có lần hơn 60 vị cao tăng được mời vào trong cung tùng Bồ Đại Bát Nhã Kinh để cầu mưa, nhưng không hiệu nghiệm. Đó. Có nghĩa rằng là thường quý vị biết là ở trong các cung nội, nếu quý vị đã đến Huế, quý vị sẽ thấy ở Huế có một cái đàn, người ta gọi là đàn Nam Giáo. Trên đó là cái đàn cầu mưa, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa.
Mà quý vị có biết không, sát bên cái đàn Nam Giao đó nó có một cái gọi là trái cúng. Trái cúng là gì? Đó là một cái nhà để cho ông vua, ông vô nơi đó, ông nhập thất, ông ở nơi đó, ông trì trai dự giới ăn chay. Trước khi mà lên đàn cầu mưa là ông phải ở nơi đó, ông làm chi? Ông tùng kinh trì trai dự giới ăn chay ít nhất là một tuần để thanh tịnh người đó. Bởi vì đại diện cho cả nước lên cầu trời cầu đất mà, phải không? Lên cầu trời, cho nên là lên trên đó để cầu nguyện đâu phải chuyện bình thường, quý vị biết. Đâu phải chuyện bình thường. Cho nên là cái sự mà gọi là thanh tịnh trì trai dự giới của nhà vua rất quan trọng. Bởi vậy sát bên đó phải có trái cúng. Rồi khi mà nhà vua lên lên trên đàn đó để cầu nguyện á, nhờ có sự thanh tịnh trì trai dự giới này, nó mới hợp ứng với trời đất, mới chuyển hóa trời đất được chứ, đâu có dễ. Đó. Cho nên là có những cái đàn cầu mưa đó là đối với là đối với người đời. Còn á, đối với mật giáo ở bên, quý vị biết là ở bên Nhật thì họ có những cái đàn. Tỷ dụ như Thiên Thai Tông, tỷ dụ như Chân Tông, họ có lập ra những cái đàn. Chư tăng sẽ đăng đàn là lên trên đàn đó để cầu nguyện. Và đương nhiên ở trong cung nội thì khi nào mà từ xưa cho đến nay đã thầy đọc trong các lịch sử, lịch sử ở các nước, cho dù đó là Phật giáo Nam Tông đi chăng nữa, mà đất nước mà không được yên ổn, mà thậm chí là hàng hạn, thì cũng phải mời chư tăng lên. Thế thì quý vị sẽ nghĩ rằng là nếu các vị chư tăng mà của Nam Tông á, mà mời lên trên đàn á, để mà cầu mưa thì tùng cái chí đấy, các ngài cũng tùng thân chủ thôi, hoặc là thậm chí các ngài tùng kinh. Nhưng mà đó là những hồ chủ, đó là những cấu thân chủ. Vì vậy cho nên các ngài tùng là nó ứng hiếp. Quý vị có tin rằng là đối Phật giáo Nam Tông có những vị họ thuộc nguyên cảnh Tam Tạng Kinh. Ví dụ ở Miến Điện, thầy đã từng gặp một vị cao tăng. Ngài đó là ngài nổi tiếng đến nỗi mà phải nói Phật tử khi mà thầy đến đó để mà đặt lễ ngài á, thầy chỉ có đứng xa thôi. Bởi vì ngài ngự trên một cái ngai lớn ở trên đó, thì người ta đến đặt lễ ngài và xin cái nước của ngài là phải nói là người như kiến. Bởi vì từ khắp các nơi người ta đến, cái đức của ngài rất lớn. Và ngài giống như người ta cho ngài là Phật, Phật tại sanh. Nhưng mà ngài thường xuyên là cứ ngồi đó và ngài tụng cái tiếng Pali thôi. Đó. Cho nên vì vậy mà quý vị biết, nhưng vì đó nhiều thịnh các ngài lên đàn để mà cầu nguyện thế nào sẽ thành tựu. Thì trường hợp của ngài Tăng Màng ở đây cũng vậy. Khi ở trong cung nội mà có việc để mà coi như là cầu mưa, Thiên Hoàng đã mời hơn 60 vị cao tăng vào trong cung nội để tùng cái bộ kinh gọi là Bát Nhã. 60 vị, quý vị biết, 60 vị cao tăng, những vị tu sĩ nổi tiếng đương thời mà tùng cái bộ gọi là bộ bài Đại Bát Nhã Kinh dài lắm, tùng để cầu nguyện cầu mưa đó mà không thành tựu. Cuối cùng là gì? Cuối cùng là ngài Tăng Màng được mời ra. Trong khi đó ngài chỉ mới là luật sư với phẩm vị thấp nhất, có nghĩa ngài không phải là cao tăng, nhưng mà ngài có một cái năng lực cầu đạo rất là, phải nói rất lớn. Vì vậy cho nên ngài được mời đến. Thì ngài không lên đàn mà ngài đứng ở giữa điện tự thân. Có một cái điện người ta gọi là tự thân điện, và tất nhiên là tự là màu tía, thân là cái đám mây màu tía. Cái điện đám mây tía là cái điện đó, là điện đại diện cho học vấn và thờ phụng của Thiên Hoàng. Ngài chỉ đứng ở nơi điện tự thân đó, tay ngài cầm lò hướng này, mặt hướng về phương Bắc và chủ nguyện. Ngài không cần lên đàn, không cần bước lên đàn, mà ngài đứng ở giữa đó cầm lò hương, mặt về hướng về phương Bắc và ngài thành tâm chủ nguyện. Sau đó bỗng nhiên mây đen xuất hiện, long thần chấn động, sấm chớp nổi lên và mưa trút xuống. Đó.
Đây là sự kiện có ghi rõ ở trong lịch sử Phật giáo của Nhật Bản. Để nói được rằng là quý vị biết, không phải rằng là chỉ có chư vị cao đức hoặc là những vị mà gọi là có quyền năng ở trong Chấn Ngôn Tông thôi, mà ngay cả trong Thiên Thai Tông đây này cũng có những vị họ có khả năng về chủ thuật câu đạo, họ vẫn lên đàn. Cho nên quý vị biết là có một lần thầy đến một cái ngôi chùa của Chấn Ngôn Tông của Nhật vào dịp Tết. Tết của họ là Tết Tây chứ không phải Tết Ta như mình. Khi họ lập một cái đàn, họ ngồi trên đó để làm chí, các ngài ngồi trên đó tùng kính thôi, các ngài tùng chủ, tùng thân chủ thôi. Mà khi các ngài thì thầy thấy là các ngài nhắm mắt tùng thân chủ và dùng nước để rải rải thôi. Xung quanh này, cái đàn ở đây thì xung quanh cái đàn đó phía bên ngoài cách khoảng một đoạn hơi xa, người ta làm một hàng rào xung quanh, có nghĩa là để cho Phật tử đứng xung quanh mà cầu nguyện. Quý vị có tin không? Là người ta họ đứng họ đổi tiền vào á, là tiền nó văng lên thấu trên cái ý hầu của các ngài luôn. Và còn cái tiền mà cũng như là chất đầy luôn ở dưới mặt đất. Có nghĩa rằng là cái sự linh ứng hoặc là cái khi mà người Phật tử họ đến đó họ cầu nguyện á, thì có thể rằng họ đạt được cái gì, hoặc là đầu năm mới thì người ta họ phát cái tấm họ cũng sáo đỏ minh rõ. Người Nhật có một đặc điểm, cái việc mà bỏ bí thư để cúng dường như trường hợp của Việt Nam mình á thì rất là ít, nhưng mà họ có một cái thùng, mình tạm gọi là thùng Phật sướng đấy, tạm gọi là như vậy. Nhưng cái thùng Phật sướng của họ cũng giống mình, thùng Phật sướng của họ là họ làm cái hình thoái giống vậy này, ở trong là hình như vậy. Và khi mà họ dùng cái tiền cắt, phân lượng là họ dùng đồng tiền cắt để họ đối vào. Và quý vị nhớ giúp cho thầy khi nào đi qua bên đó để ý, là người ta họ đối vào để cúng thì bắt buộc họ phải đối cho kêu mới được. Có nghĩa rằng họ cầm một nàm tiền như thế này, họ đối vào một cái thì sẽ kêu là cái tròn 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 tròn. Đối phải kêu mới được. Vì sao đối cho kêu? Vì không? Bởi vì họ quan niệm rằng Đức Phật đang ngủ trong. Họ quan niệm Đức Phật đang ngủ trong à. Cho nên phải đối cho kêu để ngài tỉnh dậy. Thầy hiểu điều đó, thật sự thầy hiểu điều đó. Bởi vì thầy, quý vị biết rằng là họ có một phong tục là họ phải đối cho kêu. Thứ hai nữa, họ có một cái giấy trước mặt ấy, họ có cái giấy và trên đó là có một cái mà để đánh cái chuông trên đó. Họ giật cái giấy xuống là giống như chuông nhà thờ, giật cái giấy xuống đánh cái bóng một cái. Thì mỗi lần mà họ bước vào mà trước cái chùa là thường ở chùa của Nhật là bao giờ đóng cửa cả, không mở cửa. Khi nào mình liên hệ với trụ trì trước, mình xin phép, khi đó mình đến mình mới được bước vào, hiểu không ạ? Còn không á thì không dễ để được vào, bởi vì đóng cửa im im á. Cho nên mình dễ được bước vào. Mà đi khi mình đến đó thì mình phải làm những việc, ít nhất là ba việc làm cho kêu. Cái việc thứ nhất là dùng cái giấy đó mà giật để nghe kêu bong 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 đánh tiếng chuông. Thứ hai là gì? Là lấy tiền đôi vào trong đó, đôi vào những cái thùng đó. Và thứ ba đó là gì? Cái tay này này chấp lại và mình vỗ cái tay sao cho nó kêu. Vỗ ba cái, bốc bốc bốc, vỗ sao cho nó kêu. Và quan niệm của họ, thầy hỏi ông thầy trụ trì mà khi hồi xưa thầy ở trong chùa, nói tại vì sao mà người Nhật của mấy ông mà làm vậy. Thì ông mới nói rằng là người ta quan niệm là Đức Phật ngài đang ngủ trống à, cho nên là mình phải đánh thức ngài dậy. Nhưng thật sự không phải vậy. Đó là quan niệm, những cái quan trọng là đánh thức chính mình đó. Đánh thức Đức Phật trong chính mình. Thứ hai nữa, mình phải giác tỉnh khi mình làm những việc như vậy. Cho đôi khi có nhiều người cũng chấp tay là vãi Phật mà nghĩ đâu không à, phải không? Đúng không à? Đó, bởi vậy cho nên thật sự ra họ làm cái nó có ý nghĩa chứ phải không? Đó,
thì nói chuyện rằng là đối với trường hợp ngài Tăng Mạng, quý vị biết rằng là ngài có một cái năng lực giá trị rất lớn. Cho nên vì vậy mà các cái vị mà tu sĩ của bên nhà Chớ Ngôn Tông á, là họ cả ngày, ngay cả bây giờ vậy, cả ngày đi đâu á, là đều được kính trọng, là đều được kính trọng. Và đó cũng là một trong những lý do mình có thể hiểu được tại vì sao đối với mật giáo, mà đặc biệt nhất là đối với mật tông của Tây Tạng, các vị lạc ma rất được kính ngưỡng. À, các vị lạc ma mà đi đến đâu đều được kính ngưỡng. Ngay cả bây giờ quý vị biết là các vị lạc ma ở Tây Tạng được thỉnh sang Việt Nam để mà thuyết pháp, để hóa đạo rất là nhiều. Rồi thì thêm một câu chuyện nữa là có lần nhân vì nồi thân vương trai cung Nhã Tự bị bệnh nặng, đệ tử của viên nhân là ngài Tương Ưng được mời đến làm lễ cầu đạo nhưng chẳng có hiệu nghiệm gì cả. Đây, đến khi Tăng Mạng, là ngài Tăng Mạng tùng chú thì bệnh dần dần thuyên giảm. Quý vị thấy đó, cho nên quý vị biết rằng là nếu quý vị mà muốn hiểu được cái sự linh nghiệm này, thầy nghĩ rằng là quý vị nên thực hiện. Tí dụ quý vị chuyên chủ về một cái câu thân chủ nào đó, tí dụ như là thân chủ Đại Bi, tí dụ thân chủ Chúng Đề, tí dụ thân chủ Lục Từ Đại Minh Chân Ngôn Án Ma Ni Bạc Di Hồng, quý vị tùng thực, không tùng thiệt chứ không phải tùng thực nữa, là quý vị sẽ thấy cái hay của nó. Cho nên là thầy nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta có một câu là nhất nghề tính, nhất thân vinh, đúng không? Quý vị cứ chọn một cái để thực hiện đấy. Đừng nói thân chủ, đừng nói thân chủ, mà thầy quan niệm rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là thân chủ. Khi quý vị đã niệm đến một cái năng lực mà nó mạnh rồi á, thì phải nói ta má quỷ mì cũng quý vị cần phải tùng đề bí thề chục đề chứ, mà quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật với cả một cái tâm thành quý vị chắc chắn phải được có hiệu nghiệm. Cho nên vấn đề ở chỗ là quý vị nên niệm làm sao mà thành và chuyên nhất thì như vậy mới thành tựu được. Đó. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay xin phép được dừng ngang đây. Kính chúc đại chúng một đêm an lành. Nam Mô A Di Đà Phật.